Thân này là một bộ xương thúi tứ đại giả hợp mà thành. Tại sao ông ở trong túi do thúi này mà dụng công phu? Tại sao không ở trên tự tánh mà dụng công phu? Cho nên nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Mà thần tú đại sư dạy người trụ tâm quán tịnh, đó là chấp tướng, ngược với tông chỉ kinh kim cang. Cho nên lục tổ đại sư phá trừ khuyết điểm chấp trước của ông ta. Đại sư thần tú dạy người trụ tâm quán tịnh mà lục tổ đại sư nói đây là bệnh, ngồi không nằm, đây là buộc trói thân, không phải đạo lý thiền. Kỳ thực nếu quý vị có thể trụ tâm quán tịnh, lâu dài cũng có chỗ thành tựu. Tuy nói không được tự do, nhưng đối với thân tâm có sự ích lợi. Nhưng lục tổ đại sư tại sao nói đó không đúng? Vì trí thành từ chỗ thần tú đại sư đến đây, lục tổ đại sư cần phải phá trừ chấp trước của trí thành, sau đó mới có thể truyền thọ Phật pháp chân chánh. Vì thế lục tổ đại sư thuyết mọi đạo lý cho trí thành nghe. Đây là dạy người lúc dụng công không nên chấp trước. Ông không nên có tư tưởng ngồi hoài không nằm, nói đây là dụng công tu hành. Cần phải ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trụ tâm quán tịnh thì có chỗ chấp trước thì có chướng ngại. Cần phá trừ chấp trước mới có thể khế hợp tự tánh, cho nên lục tổ đại sư mới giảng như vậy. Chúng ta người thường không nên nói lục tổ đại sư giảng ngồi hoài không nằm thì không đúng pháp. Chúng ta cần phải ngồi như vậy, xong giác ngộ một cách tự nhiên mà không có sự miễn cưỡng. Nếu quý vị giác ngộ một cách miễn cưỡng, đó không phải là đạo. Dụng công thì cần phải tự do. Có người nói, vậy thì tốt quá, tự do dụng công, vậy tôi không cần phải giữ gìn giới luật quy củ. Nói vậy cũng không thể được, quý vị không giữ gìn giới luật, đây là hiểu lầm về tự do. Nếu mọi người ngồi, quý vị lại nằm, lúc mọi người nằm, quý vị lại ngồi, đó chính là không đúng pháp. Đó gọi là muốn làm khác người. Giống như trước kia có người đến đây ngồi thiền, lúc mọi người đứng lên kinh hành, anh ta vẫn ngồi đó. Ý nói, quý vị xem tôi nè, tôi ngồi thiền giỏi không? Đó gọi là xuất chúng không giữ quy củ. Tóm lại, tu hành dụng công không những phải giữ gìn giới luật thanh quy, mà đối với sự tự do của chính mình cũng phải giữ gìn giới luật. Điểm này mọi người cần phải hiểu rõ. Chí Thành lại làm lễ mà bạch rằng, kẻ đệ tử theo ở với Tú Đại Sư, học đạo 9 năm mà chẳng đặng tỏ sáng. Nay nghe Hòa Thượng nói một lần, liền tỏ sáng bổn tâm, việc sống thác là việc lớn. Đệ tử xin Hòa Thượng mở lượng từ bi chỉ dạy. Sư rằng, ta nghe nói thầy ngươi dạy người pháp giới định huệ, nhưng chưa rõ thầy ngươi nói cái hạnh tướng của giới định huệ như thế nào, hãy nói cho ta nghe. Chí Thành bạch, Tú Đại Sư nói, các điều giữ chớ làm gọi là giới, các điều lành vâng làm gọi là huệ, giữ ý mình trong sạch gọi là định. Thầy tôi dạy như vậy, chưa rõ Hòa Thượng dùng pháp nào mà dạy người. Sư nói, nếu ta nói có pháp dạy người, tức là nói dối với ngươi, ta chỉ tùy phương tiện mà giải thoát cho người. Phương tiện ấy, già gọi là tam muội, cứ như chỗ thầy ngươi nói về giới định huệ thiệt không thể nghĩ bàn được, nhưng chỗ thấy về giới định huệ của ta lại khác. Rằng, Chí Thành đảnh lễ lục tổ một lần nữa và bạch rằng, đệ tử ở chỗ thần tú đại sư học đạo 9 năm, các vị ở đây chỉ mới học đạo 1 năm liền cảm thấy thời gian dài, không xem người xưa, đều học 10 năm, 20 năm, 30 năm, dụng công lâu dài như thế, không phải học vài tháng mà có thể tốt nghiệp. Học 9 năm mà vẫn chưa khai ngộ, nay nghe Hòa Thượng giảng dạy đạo lý giống như nước gặp nước, như sữa hòa sữa, tâm của lục tổ đại sư giống như tâm của con, tâm của chúng ta vốn giống nhau, con không biết ngày nào sẽ chết đi, vấn đề sanh tử thật là quan trọng. Thỉnh Hòa Thượng Tổ Sư phát đại tử bi giáo hối chỉ dạy cho con. Lục tổ đại sư nói, ta nghe thần tú hút đại sư, sư phụ của ông, truyền dạy pháp giới định huệ. Không biết sư phụ của ông giảng hình tướng giới định huệ như thế nào, đạo lý của giới định huệ như thế nào, nói cho ta nghe. Chí Thành đáp, chư ác mạc tác gọi là giới, năng tu nhất thiết thiện pháp, đó gọi là huệ, tự mình thanh tịnh ý niệm, đó gọi là định. Thần tú đại sư giảng như thế, còn không biết Hòa Thượng dùng pháp gì chỉ dạy người. Lục tổ đại sư nói, ta không có pháp gì hết, nếu nói có một phương pháp giáo hóa người, đó là gạt người. Ta chỉ tùy căn cơ người, dùng đủ loại phương tiện, cởi mở sự trói buộc của chúng sanh, giải khai chấp trước của chúng sanh. Pháp này không có một tên, cho nên tạm đặt cho nó là tam muội, chánh định, chánh thọ. Sư phụ ông giảng về giới định huệ thật bất khả tư nghị, nhưng giới định huệ mà ta giảng thì không giống sư phụ ông giảng, giới định huệ của ta giảng rất đặc biệt. Chí Thành bạch, giới định huệ chỉ hiệp có một thứ, thế nào lại khác?
Sư nói, pháp giới định huệ của thầy ngươi để tiếp độ người đại thừa, còn pháp giới định huệ của ta để tiếp độ người tối thượng thừa, chỗ tỏ hiểu không đồng, chỗ thấy có mau chậm. Ngươi nghe chỗ ta nói với chỗ thầy ngươi nói có đồng nhau chăng? Chỗ ta nói pháp không lìa tánh mình, lìa bổn thể mà nói pháp, là chấp trước tướng mà nói, thế thì tánh mình thường mê, phải biết muôn pháp đều do tánh mình khởi dụng, thế mới thiệt là pháp giới định huệ. Hãy nghe ta kể. Tâm địa không quấy thì tánh mình giới, tâm địa không si thì tánh mình huệ, tâm địa không dối thì tánh mình định, không thêm không bớt mình thành kim cang. Thân tới thân lui vốn là tam muội, chí thành nghe kệ rồi ăn năn và cảm tạ, và trình một bài kệ rằng: năm uẩn huyễn thân này, huyễn nào mong cứu cánh, xoay lại hướng chân như, pháp còn chưa thiệt tịnh. Giảng chí thành nói, giới định huệ là giới định huệ chỉ có một cách giảng, tại sao lại có cách giảng đặc biệt? Lục tổ đại sư nói, tam vô lậu học giới định huệ mà sư phụ ông thuyết, sư phụ ông tiếp dẫn người có căn cơ đại thừa. Tôi giảng giới định huệ là tiếp dẫn tối thượng thừa, người có căn cơ tối cao, cho nên sự khai ngộ và hiểu biết thì không giống nhau. Khai ngộ là thấu triệt đến nơi đến chốn, hiểu là chỉ biết rõ chút chút. Cho nên kiến giải có đốn, có tiệm, có nhanh, có chậm. Ông nghe đạo lý tôi giảng có giống với sư phụ của ông không? Pháp mà tôi nói không phải pháp bên ngoài, không phải ly tự tánh mà thuyết pháp, ly khai tự tánh mà thuyết pháp, đó gọi là dính mắc tướng, cũng gọi là tướng thuyết. Dính mắc tướng, chấp trước tướng thì tự tánh thường mê, ly tướng thì tự tánh thường ngộ. Ông nên biết nhất thiết vạn pháp là đều từ tự tánh sanh khởi, mà khởi tất cả dụng, ứng biến không cùng, đó mới là chân chánh giới định huệ. Ta nay thuyết một bài kệ cho ông. Tâm địa vô phi không quấy, tức là không có tham tâm, ác tâm, tật đố tâm, chướng ngại tâm, tổn nhân tâm, lợi kỷ tâm. Tâm địa vô phi chính là tâm địa không có ác, tâm địa vô phi cũng chính là mọi điều ác không làm, cũng chính là tâm địa không làm những việc sai lầm, đó gọi là giới. Tâm địa vô si không si cũng chính là chúng thiện phụng hành, nhưng cái chúng thiện phụng hành này cùng với thần tú đại sư thuyết giảng không giống. Thần tú trên danh tự nói huệ mà không có đưa ra tự tánh, không có giảng đến tâm địa. Tâm giống như miếng đất, ông trồng cái gì liền sanh trưởng cái đó, cho nên ông trồng thiện nhân sẽ kết quả thiện, trồng ác nhân sẽ kết quả ác. Tâm địa ông không gieo hột giống ngu si, đó chính là trí huệ. Tâm địa vô loạn không rối cũng chính là tự tịnh kỳ ý, cùng với thần tú đại sư thuyết giảng vốn không sai khác, nhưng danh xưng không giống nhau. Lục tổ đại sư thuyết pháp đều từ tâm địa nói ra, từ tự tánh thuyết giảng, từ trong tâm thuyết pháp. Thần tú đại sư thuyết pháp đều là pháp bên ngoài, là pháp chấp trước tướng, là ngoài tâm thuyết pháp. Tự tánh quang minh vô chiếu, có diệu trạm tổng trì thân mình thì luyện thành thân kim cang bất hoại. Thân đến thân lui, tức là trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi thì vốn đều ở trong định. Chí thành nghe xong một mặt sám hối, một mặt nói lên lòng tri ân và trình lên một bài kệ tụng. Ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức là hư vọng không thực, thân này cũng hư vọng không thực, thân này vốn do tứ đại đất nước lửa gió giả hợp mà thành, cho nên không cần phải xem trọng nó lắm. Tìm áo quần đẹp cho nó mặc, kiếm thức ăn ngon cho nó ăn, xây nhà cửa nguy nga cho nó ở, tìm một người chồng anh tuấn hoặc người vợ mỹ miều. Cái gì gọi là địa đại? Tức tánh cứng trong thân, da thịt gân cốt thuộc về địa đại. Thủy đại tức là nước mắt, nước mũi, nước miếng, đàm, đại tiểu tiện đều thuộc về nước. Hỏa đại tức khí nóng, sức nóng của thân. Phong đại tức thân thể dao động, hô hấp. Sau khi người chết, tính cứng trong thân thể trở về địa đại, tính ướt trở về thủy đại, tính ấm trở về hỏa đại, tính hô hấp dao động trở về phong đại. Mọi thứ đều có chỗ quy về, nhưng quý vị thì quy về chỗ nào? Quý vị không biết. Nay chúng ta học Phật Pháp chính là vì muốn biết. Cái huyễn hóa này thì làm sao mà rốt ráo cứu cánh được? Như là quý vị có cái tâm hồi hướng chân như, thế thì tại sao không đắc được bổn thể của Pháp, vẫn chưa trở về được cái thanh tịnh? Tại sao vậy? Tại quý vị vẫn có một niệm muốn hồi về chân như, quý vị vẫn còn có một niệm thì chưa đắc được bổn thể của Pháp, cho nên bổn thể Pháp thì không có thủ lấy, cũng không có xả bỏ, không nghĩ thế này, cũng không nghĩ thế kia, chính là nhậm vận mà làm, nhậm vận chính là tự do, làm mà không chấp trước. Sư khen phải, lại nói với Chí Thành rằng, pháp giới định huệ của thầy ngươi là để khuyên các người căn trí nhỏ,
Còn pháp giới định huệ của ta để khuyên người căn trí lớn, nếu mình tỏ sáng tánh mình thì chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến. Không một pháp nào tìm được ở trong tánh mình thì mới tạo lập được muôn pháp. Nếu hiểu được cái ý chỉ ấy thì gọi là Phật thân, cũng gọi là bồ đề niết bàn, là giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập ra muôn pháp cũng đặng, chẳng lập ra cũng đặng, đi lại tự do, không ngừng không ngại. Phải chỗ dùng thì tùy cơ mà làm, phải chỗ nói thì tùy cơ mà đáp. Hiện khắp hóa thân mà chẳng lìa tánh mình, tức là đặng tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là thấy tánh. Giảng: Lục Tổ đại sư ấn chứng cho Chí Thành rằng: Tốt lắm, kiến giải của ông đúng lắm. Lại nói với Chí Thành: Sư phụ của ông giảng giới định huệ là khuyên người có tiểu trí tiểu căn, ta giảng giới định huệ là khuyên người có đại căn đại trí. Nếu ông hiểu rõ tự tánh, ngay bồ đề niết bàn cũng không có, cũng không có cái gì gọi là giải thoát, cũng không có cái gì gọi là tri kiến, đều không có, đều không không, một pháp không lập, vạn pháp đều không. Vì một pháp không lập cho nên mới có thể kiến lập vạn pháp. Tuy nói một pháp không có, nhưng vạn pháp hiện hiện rõ ràng trước mắt. Tuy vạn pháp rõ ràng tồn tại nhưng vẫn là một pháp không lập. Ông nên hiểu rõ đạo lý này, đó gọi là Phật thân, ngay đó lập tức thành Phật. Nếu ông hiểu rõ pháp này cũng có thể gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng có thể đặt cho một tên là giải thoát tri kiến. Ông gọi nó tên gì cũng được, nhưng ông cần hiểu rõ. Nếu ông không hiểu rõ thì ông gọi nó tên gì cũng đều không thể được. Người chân chánh khai ngộ, minh tâm kiến tánh, dựng lập pháp cũng được, không dựng lập pháp cũng xong. Không chướng không ngại, quý vị muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây chỉ cho sanh tử tự do, cho nên tôi thường nói với quý vị, everything is okay, mọi chuyện đều hanh thông, không có vấn đề gì cả. Đó chính là đến đi như ý, một chút phiền phức cũng không có, không trì trệ, không chướng ngại. Mình muốn đi thì không ai có thể lưu giữ được, không ai có thể ngăn cản được, sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh. Nếu có người hỏi thì tùy ý trả lời, mà không phải suy nghĩ, nhưng cần phải trả lời đúng đạo lý, không nên nói bậy, không hợp logic. Lúc đó khắp nơi đều có hóa thân, nhưng tất cả hóa thân đều không rời tự tánh. Vậy thì mọi nơi mọi lúc đều đắc được quán tự tại và lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông, được du hí tam muội. Đại chúng thích cái gì thì làm cái đó, dạo chơi khắp nơi, mình cũng ca hát, nhưng không giống như người ta ca hát. Mình cũng ăn cơm nhưng không giống như những người ta ăn cơm. Cùng mọi người ăn cơm, mình ăn hết sạch cơm và thức ăn. Mọi người thấy mình ăn sạch, nhưng cơm canh vẫn còn nguyên trong nhà bếp, còn nguyên chưa động đến. Đó chính là du hí tam muội, đó gọi là kiến tánh. Chí Thành lại bạch: Cái nghĩa chẳng lập là sao? Sư nói, tánh mình không quấy, không si mê, không loạn động. Niệm niệm trí huệ thường soi, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang đều ứng đối đặng cả. Thì có pháp nào mà đặng lập, tánh mình tự tỏ sáng, tỏ liền tu liền, cũng không lần lượt theo thứ lớp. Sở dĩ nên chẳng lập cả thảy các pháp đều vắng lặng, thì có gì là thứ lớp? Chí Thành làm lễ, nguyện theo hầu hạ tổ sư, sớm tối không bê trễ. Giảng: Chí Thành nghe Lục Tổ đại sư giảng nghĩa lý huyền diệu như thế, lại bạch tổ sư: Cái gì gọi là pháp không lập, ý nghĩa như thế nào? Lục Tổ đại sư trả lời: Trong tự tánh ông không có một việc sai lầm, không có tất cả ác, không có tất cả chướng ngại, không mê loạn, không điên đảo, niệm niệm đều trí huệ, thường sanh trí huệ. Cho nên Lục Tổ đại sư nói, nào rẻ tự tánh thường sanh trí huệ. Như vậy thì mới có thể xa lìa tất cả các tướng mà không chấp trước. Lúc này tự do tự tại, tung hoành vô ngại. Tung, ông nhảy về phía trước cũng được, hoành, ông muốn đi ngang cũng được. Ông muốn lên trời thì lên trời, xuống đất thì xuống đất. Đó chính là tung, hoành, tức ông muốn đến thế giới cực lạc Tây Phương, thế giới lưu ly Đông Phương đều tùy theo sở thích của ông. Tuy nhiên bất cứ ông làm cái gì cũng đều phù hợp Phật Pháp. Được như thế thì lại có còn cái gì có thể lập nữa, cho nên ta nói một pháp cũng không lập. Tự tánh của ông cần phải do ông tự ngộ, ông tức khắc ngộ thì có thể lập tức tu, không cần phải từng bước tiệm thứ tu học. Cho nên ta mới nói không lập tất cả pháp, nhất thiết pháp đều không, chư pháp đều là tịch diệt tướng, lại có thứ tự nào có thể nói ra được, sao có thể nói ra đệ nhất đệ nhị được. Pháp sư Chí Thành sau khi nghe Lục Tổ đại sư khai thị, khấu đầu đảnh lễ,
Kẻ gián điệp này đã bỏ tối nương vào chỗ sáng, cải tà quy chánh, chí thành nguyện làm thị giả của Lục Tổ đại sư, làm mọi việc lao tác tạp dịch, bảo làm gì thì làm cái đó, từ sớm đến tối làm những việc nặng nhọc mà không giải đãi. Vì chí thành biết Lục Tổ ban đầu đều do làm việc nặng nhọc mà đắc đạo làm tổ sư, nay tôi lại hầu hạ người cũng cần phải siêng năng, không được làm biếng. Đoạn trước nói về đại sư Thần Tú phái người đặc vụ đi trộm pháp, đời đường Phật giáo ở Trung Hoa đã phức tạp như thế, có một số người có tâm bất chánh như vậy muốn trộm Phật pháp. Đoạn sau đây thì kể về đồ đảng Thần Tú phái một thích khách đi ám sát Lục Tổ. Thầy tăng pháp danh Trí Triệt, người ở Giang Tây, họ Trương, tên Hành Xương, lúc còn trẻ là một hiệp khách. Từ khi Nam Bắc chia rẽ việc hóa độ, hai vị tông chủ tuy không phân nhân ngã, nhưng các tông đồ cùng tăng tử của hai phái thường cạnh tranh và sanh lòng yêu ghét nhau. Lúc bấy giờ môn nhân phái Bắc Tông tôn sư Thần Tú làm tổ thứ sáu, nhưng còn hiềm tổ sư vì đặng truyền y làm cho thiên hạ đều hay, nên sai Hành Xương đến thích khách đại sư. Đại sư tâm thông biết trước việc ấy, liền lấy 10 lượng vàng để sẵn nơi chỗ ngồi. Lúc đêm khuya Hành Xương vào phòng của tổ và toan muốn làm hại, đại sư đêm ngày cổ ra cho chém 3 lần mà không phạm chỗ nào cả. Giảng: có một vị tăng pháp danh Trí Triệt, đây là sau khi xuất gia quy y Lục Tổ đại sư. Lục Tổ đại sư đặt pháp danh cho Trí Triệt, người Giang Tây, họ Trương, tên gọi là Hành Xương, lúc còn trẻ thích làm những việc hành hiệp trượng nghĩa, cướp của nhà giàu cho nhà nghèo, trên đường gặp chuyện bất bình liền rút đao giúp đỡ. Ông biết khinh công và võ nghệ rất giỏi. Đồ đệ Thần Tú liền thuê Hành Xương đến sát hại Lục Tổ đại sư. Từ khi có sự phân hóa thành hai tông phái Nam Đốn Bắc Tiệm, Nam Năng Bắc Tú, hai vị tông chủ tức Lục Tổ đại sư và Thần Tú đại sư tuy không có quan niệm nhân ngã, nhân tướng ngã tướng, nhưng đồ đệ của các ngài ở đây là chỉ đồ đệ của Thần Tú đại sư, tranh nhau khởi lòng thương ghét. Giống như đoạn trên giảng về việc họ chê cười Lục Tổ đại sư không biết chữ, sao có thể làm tổ sư, phỉ báng Lục Tổ đại sư như thế. Dưới tòa Lục Tổ đại sư cũng có đệ tử chân thành nói Lục Tổ đại sư đã đắc chí vô sư, các ông không nên hủy báng sư phụ của tôi. Vì thế chúng đệ tử cùng nhau công kích, nhưng đồ chúng của Lục Tổ đại sư không có nghĩ thích khách Thần Tú đại sư, mà đồ chúng Thần Tú lại ganh ghét Lục Tổ đại sư là người kế thừa y bát của Ngũ Tổ. Tôi tin tưởng câu tranh nhau khởi lòng thương ghét ở đây chỉ cho phái Thần Tú đại sư bên kia thì lợi hại hơn một chút, Lục Tổ đại sư bên này thì nhẫn nại vượt qua sự ghét bỏ. Lúc đó đệ tử Bắc Tông có mấy ngàn người tự đưa Thần Tú lên làm tổ sư. Thần Tú tuy không có y bát, nhưng đệ tử của ngài đưa ngài làm tổ sư đời thứ sáu. Tại sao lại đưa sư phụ của họ làm tổ sư đời thứ sáu? Vì trong số họ có người muốn làm tổ sư đời thứ bảy. Nếu không có đời thứ sáu thì đời thứ bảy từ đâu sanh ra? Nhưng lại úy kỵ không dám công khai nói trong chùa, vì thiên hạ đã biết y bát đã truyền cho Lục Tổ Huệ Năng đại sư, cho nên thuê Hành Xương đến ám sát Lục Tổ đại sư muốn đoạt y bát của tổ.